Dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay em xin chia sẻ cái cách nhận biết hàng thật, hàng giả của thuốc trừ cỏ đến từ công ty BMC Việt Nam các bác nhé. Hy vọng thông qua video này, quý khách sẽ có được thêm thông tin để chọn mua được sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng, tránh bị tiền mất tật mang. Ngay bây giờ chúng ta cùng vào video các bác nhé. Công ty cổ phần BMC Việt Nam xin thông báo cách nhận biết hàng thật và hàng giả khi mua các sản phẩm thuốc trừ cỏ của công ty chúng tôi như Thai Hoang Q7, Vina 200, Kenbach 15SL, Thai Hoang G63, Barato 200SL. Kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2024, công ty chúng tôi sẽ dừng dán tem nối giữa nắp và thân chai, chuyển sang dán tem chống hàng giả trên nắp cùng phía trong. Một, nhận biết qua bề ngoài sản phẩm. Hàng thật trên nắp và thân hoặc đáy chai sẽ có logo BMC, còn hàng giả sẽ không có. Hàng thật trên siêu sẽ có logo BMC, siêu được dán kín, không hở, không xì. Còn hàng giả trên siêu không có logo BMC hoặc bị hở, rò rỉ thuốc do đã bị mở ra, miệng chai có vết cạo nhựa. Hàng thật dưới đáy chai sẽ có các ký hiệu NLB, BHL, TBB, VNC, HTB, MT. Đáy chai hàng giả sẽ không có hoặc sai ký hiệu. Thùng thuốc thật có tem chống hàng giả dán trên nắp thùng phía trong. Thùng thuốc giả không có tem chống hàng giả hoặc tem bị rách, vỡ do bị tháo ra từ thùng thuốc thật. 2. Nhận biết qua kết quả của tem chống hàng giả trên thùng. Để chắc chắn, quý khách vui lòng thực hiện kiểm tra đầy đủ bằng cả hai cách quét QR và nhắn tin. Cách 1. Quét mã QR. Bước 1. Cào phần trắng bạc trên tem để nhận mã QR. Bước 2. Dùng điện thoại quét mã QR. Bước 3. Kiểm tra kết quả. Nếu quý khách nhận được kết quả trả về là cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm chính hãng của công ty cổ phần BMC Việt Nam thì chúc mừng quý khách đã mua đúng hàng thật. Còn nếu kết quả trả về với nội dung khác thì quý khách có thể đã mua phải hàng giả. Quý khách vui lòng kiểm tra thêm bằng cách 2. Nhắn tin. Cách 2. Nhắn tin. Bước 1. Cào phần trắng bạc trên tem để nhận mã tin gồm 9 ký tự. Bước 2. Soạn tin theo cú pháp THG khoảng trắng BMC khoảng trắng, mã tin gồm 9 ký tự, gửi đến 8077. Bước 3. Kiểm tra kết quả. Nếu quý khách nhận được kết quả trả về là cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm chính hãng của công ty cổ phần BMC Việt Nam thì chúc mừng quý khách đã mua đúng hàng thật. Còn nếu kết quả trả về với nội dung khác thì quý khách có thể đã mua phải hàng giả. Nếu phát hiện sản phẩm giả, quý khách vui lòng thông báo cho công ty cổ phần BMC Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng địa phương, công an, chi cục bảo vệ thực vật, quản lý thị trường. Đặc biệt, chúng tôi sẽ có phần thưởng 1 tỷ đồng cho bất cứ cá nhân nào cung cấp thông tin về những đối tượng, địa điểm có sản xuất thuốc giả trên các nhãn hiệu của công ty chúng tôi. Thông tin liên hệ công ty cổ phần BMC Việt Nam, điện thoại 02723778061, 0914872244, 0916130539. Bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký vào cái nút hình tròn của mình. Nếu mà thấy hay nữa thì các bạn có thể xem cái video bên trái hoặc là bên phải màn hình. Ok, Trấn Hỏa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.